bạn đến với kênh Kian Channel. Và như ở tập trước thì Lugi đã tìm được cái nút phô mai rồi, nhưng mà bị con chuột á, nó tưởng cục phô mai nó nuốt vô bụng rồi, bây giờ nó trốn ở trong đây nè. Mà Lugi tìm hoài không ra. Hả? Cái Milu làm gì ở đây vậy? Ôi không 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 không, trời ơi Milu, ngươi rủa làm gì mà cho con chuột nó chạy nữa rồi. Bây giờ nó chạy đi đâu? Cái khách sạn thì nó rộng mênh mông luôn rồi, biết nơi đâu mà tìm. Ê, hình như nó mới chạy phía bên phải rồi phải. Đây 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 đây, nó chạy về hướng này nè. À nó kìa. À nó chui vô cái hang của nó hả? Vậy lại chui vô phòng này. Ây da, cái gì vậy? Ây da, đây là phòng toilet. Ủa nó bị kẹt cái gì mà không cho mình vô vậy ta? À, trời ơi, hay là nó biết luôn ghi là con trai, nó không cho vô toilet nữ. Thôi, vậy thì mình qua bên toilet nam. Chứ còn cái chân lỗ chuột nó nhỏ quá, Lugi chấp nhận mà quái đâu có chui vô được. Wow, đây là toilet nam đấy hả? Ê, có khi nào nó chui qua bên những cái toilet này không ta? Hút ra thử. Trời, chỉ có mỗi tờ báo à. Không có gì hết. Rồi, qua cửa thứ hai. Đó, không có ai hết. Vậy thì mình qua cửa thứ ba. Cũng không có ai luôn. Vậy là bây giờ mình phải đi qua bên toilet nữ rồi. Ý, Lugi ơi, hên hên, nó có một cái lỗ ống cống nè, chắc là Lugi qua được đó. Ok, vậy để Lugi chắc nhờ ma quái chui qua cho. Thôi qua bển đi. Úi trời ơi, thật là bất ngờ. Trời ơi, con chuột nó biến cái toilet này thành cái kho của nó luôn kìa. Ôi, nó tha đồ ăn từ cái nhà bếp về đây, nó làm nguyên một tổ trong này luôn. Hèn gì nó chặn lại, nó không cho ai vào trong cái toilet nữ này hết. Ây da, bởi vì đây là toilet nữ nha, trước khi vào mình phải gõ cửa. Hả? Trời ơi, chuột, một hang chuột. À, trời ơi. Ý, trong đó có con chuột nuốt cái nút của mình kìa. Ây da. Yeah 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 yeah, hút được nó rồi. Rồi 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 rồi. Thôi thôi, còn lại mấy con chuột kia kệ nó đi. Mình lấy được cái nút thang máy, mình lo mình đi đã. Phải tranh thủ, tranh thủ. Ôi, Lugi thiệt ơi, lấy được rồi nè. Rồi, ok, đào được rồi, số mấy? Yeah, số 4. Nhà bác Học ơi, lấy được rồi, lấy được rồi. Ôi, mình có được nút để mình đi tầng số 4 rồi. Rồi, bây giờ mình đi qua thang máy để mình gắn vô thôi. Khi xem video, nếu các bạn thấy video hay thì nhớ nhấn nút like, cái dấu cân ngón tay hướng lên trời á, để làm động lực giúp Lucy làm thêm được nhiều video hay hơn nữa nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái nút số 4 mình bỏ vô thôi. Gắn vào. Tuyệt vời. Alo, alo, Lugi hả? Chúc mừng nha, lấy được cái nút số 4 rồi đúng không? Nhưng mà quay trở về tầng hầm đi. Bác có chuyện này hay lắm, muốn kể cho nghe nè. Dạ, bác đợi xíu ạ. Vậy thì mình đi về tầng hầm B1. Không biết có chuyện gì mà bác Học vui mừng dữ vậy không biết nữa. Rồi, bây giờ mình phải đi đến cái phòng nghiên cứu di động của ông bác Học đã. Mấy bạn còn nhớ không? Phòng nghiên cứu đó ông bác Học nghiên cứu ra đó. Nó có thể thu nhỏ lại và phóng to ra như vậy luôn nè. Chuyện gì vậy ngài bác Học? À, ta có chuyện vui nè. Ta mới đọc được tin tức trên mạng á, là trên cửa hàng bán hàng online á đang có khuyến mãi. Khuyến mãi gì? Đó là mua cục xương bằng vàng. Mà mua 3 cục xương là không có tốn đồng nào luôn. 3 cục xương đầu tiên á. Đã chưa, đã chưa? Cục xương vàng này có lợi lắm á nha. Khi mà Lugi hết trái tim á, là bị tặng á, thì con chó tàn hình đi luôn. Khi ăn cục xương này vô, có thể giúp cho Lugi hồi sinh lại đó. Sao sao, được không, được không? Ok, vậy thì mua luôn, miễn phí mà. 3 cục xương đầu được miễn phí. Rồi, rồi, rồi. Giao hàng luôn kìa, thấy không? Giao hàng thành tốc kia chưa? Rồi, đưa ta gắn vô cho. Rồi, vậy là giờ trong người ngươi đã có những cục xương vàng rồi đó. Nếu mà bị nguy hiểm thì hãy cho Milu ăn cái cục xương này để nó giúp ngươi hồi sinh nha. Rồi bây giờ lên tầng 4 đi.
Hả? Ta nghe nói trên tầng 4 á là nơi mà ma vương hay xuất hiện lắm. Cái gì? Gặp ma vương hả? Thì đằng nào ngươi cũng phải gặp thôi, còn run rẩy sợ hãi gì nữa. Ta cũng đã trang bị cho ngươi cái một thương vàng rồi đó. Có gì chó Milu sẽ giúp ngươi hồi sinh. Trời ơi, Mình phải lên đây một mình sao? Hy vọng là cái tên ma vương không có xuống dưới cái tầng 4 này. Wow. Bình thường hay ở tầng trên cùng lắm. Cái gì vậy? À, trời ơi, cái nắp nồi ai làm văng ra vậy? À, không phải nắp nồi, cái chiên. Hình như cái lầu này là lầu âm nhạc hay sao á. Chỗ mà hát nhạc thính phòng á nè, có mấy cây đàn nữa nè. Vậy là cái lầu này là lầu giải trí rồi. Lầu để xem nó có gì nha. Trời ơi, còn có bán bắp bung nữa nè. Wow, còn có mấy cây đàn nữa. Ui, cái gì mà lạnh lưng dữ vậy ta? Trời ơi, cái tấm thảm sao nó biết di chuyển vậy? Ôi, có khi nào... À, trời ơi, nó đụng mình, bị bắt trái tim luôn. Ơi, đứng lùi lại, đứng lùi lại. À, trời ơi, nó tạo thành cơn sóng kìa. Không lẽ đây là ma thảm hả? Tấm thảm biết di động luôn. Rồi để mình hút nó thử. Ây da, cũng không được. Vậy giờ sao ta? Giờ sao mình qua được? Chuyện gì vậy? À, trời ơi, cái âm này. Âu da. À, trời ơi, không có cách nào hết. Các bạn ơi, Mario nhảy thì rất là giỏi, mà bù lại Luigi thì là chẳng biết nhảy, nên cứ để tấm thảm nó đập vô người thôi. À, thì ra tấm thảm nó di chuyển là do cái con ma này. Con ma dọn phòng. Dọn phòng nè, làm nãy giờ Luigi bị mất một mớ cái tim luôn. Lì lì. Từ nãy giờ múa cái thảm hả? Yeah, quá dễ dàng. Ui trời, chuột vàng, chuột vàng, vàng kia. Ui, con chuột nè. Mấy bạn thấy con chuột vàng chưa? Mỗi lần mình hút được nó là vàng nó văng ra quá trời luôn. Lượm, để về mua cục xương vàng cho chó Milu ăn. À, nhiều vàng quá. Ôi, không để rơi rớt một cái gì luôn. Rồi, để coi chỗ này là gì. Hả? Toilet nữ hả? Để coi trong này có gì không. Hello, có ai trong này không? Đúng là không có ai hết. Cũng không có gì luôn. Ui, hên nha, có được mấy trái tim luôn. Chắc nhờ mình dọn dẹp giùm cho sạch sẽ. Rồi ở sạch sẽ gọn gàng thì luôn luôn được thưởng ha. Chắc lắm coi, trời ơi. Ai mà lấy cái kèn saxophone lại bỏ cho cái toilet như vậy? Phí quá, hư luôn cái kèn rồi. Chắc là mấy cái con chuột quậy nè, hoặc là mấy cái con ma nè. Trời ơi, sẵn dọn dẹp luôn. Ủa trời ơi, còn có con nhện vàng nữa. Ây da. Trời ơi, con nhện này khó khuya quá. Con nhện vàng kia. Yeah. Trời ơi, con nhện vàng này nó nhiều vàng ghê chưa. Nó cũng bự hơn con chuột cho nên nó nhiều vàng hơn mà. Ý, còn bên đây là toilet nam. Toilet của cái tầng lầu nghe ca nhạc nè. Để coi trong này có gì không nha. Trời ơi, nó cũng không có được gọn gàng gì á, văng tùm lum tà lá ra. Úi, có cái cửa gì màu trắng ở đây vậy? Rồi còn có cái cửa này nữa. Sao đi được đây ta? Cái cửa này nó làm hàng rào rồi, sao vô? À, có khi nào muốn mở cửa trắng thì mình có giật cái cây dây xích bên trong không? Thôi, Luigi chắc nhận ma quái, vô giật thử. Ok, giật mạnh lên. Mạnh. Ô, nó mở cánh tay ra rồi kìa. Hả, hình như là cái mặt của con ma vương. Trời ơi, đúng là nơi kỳ quái mà. Cái cửa mà cũng làm được cái mặt này nữa. Thôi, nó há miệng ra luôn rồi kìa. Rồi. Để coi thử có gì không nha. Bây giờ làm sao ta? Chắc đút cái tay vô thử hả? Giật cái lưỡi. À, trời ơi. À, nó hút ngược qua đây. Khi mình lấy tay mình giật cái lưỡi nó thì cái cửa sẽ được mở ngược ra. Cách lập cửa này hay quá. Trời ơi, sao chỗ này bụi quá vậy? Chỗ này hình như để đựng rượu với bánh kẹo nè. Trời ơi, chẳng mình dọn dẹp sạch sẽ luôn. Trời ơi, sạch sẽ gọn gàng rồi. Rồi đi ra.
Bây giờ đi ra chắc mình cũng giật cái lưỡi nó lại là được chứ gì. Hay quá, cái cửa này nó xây hay thiệt. Rồi, thôi đi ra thôi. Rồi, hai toilet mình đã kiểm tra rồi. Bây giờ mình đi vô trong này thử. Wow, cái phòng âm nhạc kìa, nhạc thính phòng á. Vô đây là mình nghe người ta gõ nhạc nè. Ui, sao cây đàn này nó tự đánh đàn vậy? Mấy cái nút kìa. Hả? Bức tranh của nấm lùn. Trời, vậy là nấm lùn bị bắt nhốt vô bức tranh này nè. Ui, mình phải lo mình đi cứu nấm lùn thôi. Cái gì vậy? Rồi, ở đây không có ai hết, mình phải tranh thủ mình cứu nấm lùn đã. Có bức tranh kìa. Nấm lùn ơi, Lugi đến cứu nấm lùn đây. Đâu có dễ như vậy. Người hãy xem ta là ai đây. Ta là nhạc trưởng nổi tiếng ở đây. Ôi trời ơi, con ma bự.